mấy chuyên mục hôm nay ăn gì của chúng mình. Các bạn thân mến, chắc chắn tuổi thơ của bất kỳ bạn nhỏ nào cũng gắn với một món ăn vô cùng hấp dẫn, đó chính là món gà rán. Nhật Linh ơi, các đứng gà rán làm mình nhớ vị giòn tan của lớp da chân giòn, vị bùi bùi của thịt. Ôi, chỉ như thế thôi mà mình đã cảm thấy đói bụng quá đi mất. Vậy thì hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn một địa chỉ gà rán cực ngon ở Bắc Ninh, đó chính là gà rán Lotte. Ở đây, ngoài gà rán thì có tên chất cũng đáng để thưởng thức các bạn nhé. Còn cả những ly kem mát lạnh nữa mình Hằng ạ. Nhanh chân đến Lotte để cùng thưởng thức những miếng gà rán thơm ngon các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số sau của Hôm nay ăn gì?